Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại thị xã Vĩnh Tân thuộc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây là thuộc khu V-Ship 2 mở rộng. Hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho khách hàng một căn nhà dạng biệt thự vườn có tổng diện tích là gần 800 m², chiều ngang là 26 m và chiều sâu là 30 m. Căn nhà này có diện tích đất rất là vuông vắn nhé. Nhà thuộc hướng nam. Ở đây có con đường phía trước cực rộng luôn, đường 10 m, vỉa hè mỗi bên là 4 m. Từ đây ra khu công nghiệp V-Ship rất là gần nhé. Đây ra khu công nghiệp V-Ship ngay đây nhé. Ở đây là căn nhà vườn em giới thiệu cho khách hàng. Căn nhà này được chủ nhà ốp hàng rào bằng đá 4 xung quanh luôn, trên tổng diện tích là 782 m². Đây nhé, ốp từ cổng xe hơi sang hết bên đây là chiều ngang là 26 m và chiều sâu là đúng 30 m nhé. Ở đây chủ nhà xây nhà ở và để vườn. Quý anh chị nào có nhu cầu mua về đây làm biệt thự vườn để xây ở dưỡng già thì hãy liên hệ với em, cho em một cuộc hẹn, em sẽ dẫn xem nhé. Bốn xung quanh được chủ nhà ốp tường, trị giá theo như chủ nhà là hơn 1 tỷ. Mình làm hàng rào bốn xung quanh trên tổng diện tích là gần 800 m vuông đất này. Bây giờ mình di chuyển vào trong đây. Do chủ nhà ở dưới Sài Gòn nên là gửi em bán không có ở đây. Cổng ngoài đây được chủ nhà làm hai cái cổng này. Đây là cổng chính nhé. Và phía bên đây có một cổng phụ này. Thì cổng chính này chủ nhà làm một lớp cổng sắt kiên cố ở đây. Được chủ nhà làm ngay cổng này. Phía trên chủ nhà lập ngói thái nhé. Cổng thì được chủ nhà uốn bằng sắt đúc hết, rất là kiên cố. Di chuyển vào trong nhà mình, ở đây có view sân rất là rộng nha. View sân vườn ở đây. Thì ở đây mình có đám tiệc có tổ chức. Ở đây là vô tư luôn nhé. Phía bên đây là view sân vườn cũng như là vườn cây ăn trái. Do không có nhu cầu ở tới nên chủ nhà bán lại cho quý anh chị nào có nhu cầu mua về đây xây ở. Xung quanh đây toàn biệt thự không nhé. Vườn của chủ nhà này có xoài, có mít, có mận, đều đang có trái hết. Đây có xoài này. Phía xa xa xoài. Đây toàn biệt thự nhé. Quý vị anh chị nào có nhu cầu đi xem thì hãy cho em một cuộc hẹn, em sẽ dẫn lên xem căn nhà này. Và đây là căn nhà của nhà mình. Phía trên chủ nhà đổ và lập ngói ở trên. Chủ nhà xây tổng diện tích này tầm khoảng gần 200 m² căn nhà này. Công năng sử dụng gồm view sân vườn, view hè và hai phòng khách, 3 phòng ngủ. Nhà này có 3 phòng vệ sinh. Trong nhà hai cái và vườn cái nhé. Bên đây là một phòng khách chính rộng ở bên đây. Di chuyển bên đây có một cái này. Ở đây có sập. Tặng một số nội thất cho quý vị mình mua về ở nha. Bên đây có cây mận rất là lớn nhé. Phía sau mình có một nhà kho và có phòng vệ sinh ở phía ngoài hết. Và đây là phòng khách thứ hai này. Phòng khách này rộng tổng khoảng 60 m² nhé. Bên đây là phòng ngủ. Và đây là phòng khách phía trước. Đây, phòng khách này rộng khoảng tầm cũng 60 m² này.
có hai máy lạnh ở phòng khách luôn nhé. Bên đây là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ này rộng khoảng 20 m². Tất cả các phòng đều có gắn máy lạnh đầy đủ hết. Di chuyển vào trong khu bếp này. Khu bếp này rất là rộng nha. Bên đây có phòng vệ sinh chung ở khu bếp này. Phòng vệ sinh này rộng khoảng 5 đến 6 m². Và phía trên mình có giếng trời lên trên. Phòng ăn này rộng khoảng 60 m² và có cửa thoát hiểm ở bên hông này. Bên hông của căn nhà mình đây đang còn một lối thoát hiểm khoảng hơn 1 m nhé. Đây là phòng ngủ thứ hai. Hai phòng ngủ bên đây thì đều có tủ áo cũng như máy lạnh đầy đủ hết. Mỗi phòng rộng khoảng 14-15 m². Quý anh chị nào có nhu cầu mua về đây ở là tuyệt vời nha. Không khí trong lành. Căn nhà này đang được chủ nhà bán với mức giá 11 tỷ. Còn được thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà. Anh chủ nhà đang kêu 11 tỷ nha. Trên tổng diện tích là 782 m². Có nhà và vườn. Ở đây là thổ cư 100% rồi nha. Bây giờ mình ra xem lại vườn thêm một xíu nữa nhé. Đây là view sân phía trước. Vườn này về mình có thể mua thêm cây trái về đây để trồng thêm ở đây nhé. Do không có người ở chăm sóc nên chủ nhà đang để nguyên này. Quý anh chị nào có nhu cầu mua về đây hãy alo cho em để em dẫn xem nhé. Và cảm ơn quý anh chị khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.